Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng quay lại với chương trình ôn tập toán lớp 4 với những dạng bài toán cơ bản, đó là dạng bài toán đổi đơn vị đo. Chương trình cuối học kỳ 2 nào của kỳ thi nó cũng sẽ bắt gặp. Và hôm nay chúng ta sẽ vào với bài toán đầu tiên, đó là 53 tấn yêu cầu đổi bằng bao nhiêu kg. Để đổi được dạng toán này, chúng ta bắt buộc yêu cầu là phải thuộc được bảng đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg, hectogram, decagram, gram. Đây là bảng đơn vị đo khối lượng chúng ta đã học đầu học kỳ 1 của lớp 4. Bây giờ chúng ta sẽ đổi này, 53 tấn. Viết số đây là 53, chúng ta sẽ viết hàng 53, số hàng tấn. Đề yêu cầu đổi với đơn vị là kg. Vậy thì bây giờ qua một đơn vị về bên tay phải, nghĩa là từ đơn vị lớn đổ qua đơn vị nhỏ, thì chúng ta sẽ qua một đơn vị sẽ thêm một số 0. Được chưa nào? Tạ này, yến này, kg này. Vậy thì nó sẽ bằng là 53.000 kg. Được chưa nào? Chúng ta sẽ viết vào đây là 53.000 kg. Rồi, tiếp theo với dạng bài thứ hai, đó là đổi từ đơn vị nhỏ sang đơn vị lớn, đó là 62.000 yến bằng bao nhiêu tấn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viết xuống đây là 62.000 yến, xuống thẳng cột yến này. Yeah. Rồi, vậy thì bây giờ đề yêu cầu là đổi ngược lại cột tấn. Vậy thì chúng ta biết là từ đơn vị nhỏ đổi sang đơn vị lớn, nghĩa là từ tay phải đổi qua bên tay trái, qua một đơn vị chúng ta sẽ gạch bớt cho một số 0. Vậy thì bây giờ đổi nè, từ yến này, không được tính yến nha, sang tạ này, 1 tấn này, 2. Vậy là qua hai đơn vị chúng ta sẽ gạch đi 2 số 0. Vậy thì chúng ta sẽ còn lại là 620 tấn, được chưa nào? Chúng ta sẽ viết vào đây 620 tấn.